Xong là nó có cái bảng này, kết nối, máy ấy. Mình đặt mấy cái mã và nó cho vào chế độ gọi. Đây nó cho chế độ gọi, mình tắt đi. Đây nó gửi tin nhắn luôn. Mình vào tin nhắn, mình gõ chữ google.com ra, mình kích vào google.com. Chẳng là vào được. Xong là vào bên trong, mình tìm kiếm các cái file ấy. Xong tải về đúng không? Vẫn cài ra đúng không? Mình không thích thì mình cháu bảo nó không làm được từ lâu lắm rồi nhỉ. Anh em mình lạc hậu. Làm gì cái mẫu G5 nó mới ra được từ đầu năm đầu năm dương ấy, đầu năm cái dương. bảy này ra năm ngoái anh À, bảy ra năm ngoái cái con này con G bảy thì ra cuối năm đây nó đã nó fit từ năm năm rồi.